Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với Đỉnh Vũ Z900. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một dòng mũ đến từ thương hiệu LS2, có tên là LS2 FF800. Chiếc mũ này đang được bán liêm yết toàn quốc tại tất cả các đại lý với giá là 2,9 triệu. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem chiếc mũ này có những cái điều gì hay mà giá của nó lại tới 2,9 triệu, xem nó có phù hợp với các bạn không. Rất mong là những bạn mà đã đang sử dụng chiếc mũ này cùng comment chia sẻ cho mọi người cái cảm nhận của mọi người về chiếc mũ này ra sao, nó có ổn không, có ok không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video ngày hôm nay mọi người nhé. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show your love. Don't pretend. Stay by my side even when the world is caving in. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngay về màu sắc và ngoại hình của chiếc mũ để xem các bạn có ấn tượng hay không. Trước khi mà muốn mua một cái gì thì chúng ta phải ấn tượng vào cái đó, thích cái đó, sau đó tìm hiểu những thứ khác sau, đúng không mọi người? Hiện tại cửa hàng bên mình đang có sẵn 6 màu thì mình đều trưng bày hết trên bàn. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem từng màu một mọi người nhé. Và bên mình có đủ size từ M, L, XL và XXL. Chúng ta sẽ đi vào hai màu huyền thoại nhất của tất cả các mũ và luôn luôn bán chạy nhất, đó là màu đen bóng và đen nhám. Rồi đầu tiên ở đây là màu đen bóng. Mọi người nhìn một vòng màu đen bóng nhé. Và mọi người nhìn thấy chiếc mũ về kiểu dáng thiết kế của chiếc mũ này, nó không phải kiểu dạng hơi bầu bầu đâu, mà vẫn có cằm hơi vút nhọn một chút. Đằng sau thì rõ ràng chúng ta không thấy có đuôi gió rồi. Chiếc mũ này là một chiếc mũ có hai kính. Tí mình sẽ review sâu hơn cho mọi người. Bây giờ chỉ là giới thiệu màu sắc trước á. Đây là màu đen bóng mọi người nhá. Màu thứ hai đó là màu đen nhám. Đây, những bạn nào mà thích đen nhám thì có ngay cho mọi người luôn. Luôn luôn đủ size với màu đen bóng và đen nhám. Khe này gió ở trước rất to luôn. Rồi đó là màu số 2 của chúng ta. Màu số 3 bán cũng rất chạy luôn. Đó là màu xám xước. Các bạn có thể truy cập vào trang web đinhvuz900.com thì ở đó mọi thông tin đều có hết mọi người nhé. Xem ở video ở đây cũng rất trực quan rồi. Rồi màu thứ tư đó là màu đỏ. Màu đỏ ở đây là dạng nhám mọi người nhé, không phải dạng bóng đâu. Rất là đẹp luôn. Chúng ta cảm giác như kiểu một con robot ấy. Đó, mình quay cho mọi người xem về màu sắc trước á. Màu sắc và ngoại hình, xem các bạn ưng ý cái màu nào. Tiếp tục sang màu số 5. Màu số 5 là màu xanh dương kết hợp với màu trắng. Ở đây nó là dạng bóng và nó có nhiều cái vân giống như kiểu vân carbon ấy. Ai mà không biết thì nghĩ rằng ồ, mũ để mũ carbon. Rất đẹp luôn. Màu này bán rất chạy. Các cặp đôi đi với nhau thì mua cái màu này cũng rất hợp luôn này. Màu thứ 6 mình có ở đây là một màu mới về của cái mũ FF800 này, do nhà phân phối họ mới nhập về. Phía đằng sau các bạn có thể nhìn thấy ngay này, đó là màu cam, cam sáng. Mũ này rất là hợp với những bạn mà đi những chiếc xe của KTM đấy. Ở đằng trước ở đây thì chúng ta sẽ có màu xanh. Kiểu dáng thì vẫn vậy thôi, nhưng đây là màu tem mới nhất của cái mũ FF800 này. Các bạn thích nhất màu tem nào của mũ FF800 này thì cùng chia sẻ mọi người nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào những cái điểm ấn tượng của chiếc mũ FF800 này. Và sau khi mình kể cho mọi người những điều ấn tượng này thì liệu rằng các bạn có mua chiếc mũ này hay không? Cái điểm ấn tượng đầu tiên về chiếc mũ FF800 này đó là vật liệu làm ra chiếc mũ này. Ở ngay trên phần kính này thì có dán một số những thông tin liên quan đến chiếc mũ, và ở đây họ có ghi là KBA. KBA là tên của một loại vật liệu làm ra chiếc mũ này, và đây là một loại vật liệu độc quyền của thương hiệu LS2. Thì viết đầy đủ của KBA là gì thì mình sẽ để chú thích ở đây cho mọi người xem nhé. Thì hãng LS2 họ có đưa ra thông tin là với cái vật liệu KBA này thì nó sẽ giúp chiếc mũ nhẹ hơn, cứng cáp hơn, chịu va đập tốt hơn. Với một chiếc mũ ở trong tầm giá 2,9 triệu thì nó không phải là một chiếc mũ ở phân khúc bình dân nữa rồi, mà mình có thể đặt nó vào phân khúc trung cấp và có thể sắp tới lên đến cận cao cấp rồi. Vì vậy không thể nào mà một chiếc mũ trong phân khúc này mà lại chỉ làm bằng nhựa ABS nguyên sinh giống như những chiếc mũ có giá 1,5 triệu ở đây. Những chiếc mũ của LS2 như là FF353, của Yohi như là 978 Plus hay là 981 thì chỉ được làm bằng nhựa ABS nguyên sinh thôi. Còn chiếc mũ này thì giá 2,9 triệu là gấp đôi 1,5 triệu rồi. Nên là vật liệu tốt hơn hẳn luôn.
và nó vẫn đạt được đầy đủ chứng chỉ an toàn của châu Âu và Mỹ là ECE 2205 và DOT của Mỹ đó. Nên là các bạn yên tâm tuyệt đối về cái vấn đề an toàn rồi. Vật liệu hơn hẳn những chiếc mũ ở mức giá bình dân là một điều ấn tượng đầu tiên của chiếc mũ này. Điểm ấn tượng thứ hai mà chúng ta sẽ tìm hiểu về chiếc mũ này đó là có hai kính. Các bạn sẽ nhìn thấy ngay là kính bên ngoài một trong suốt, mặc định luôn mọi người nhé. Ngoài ra thì bên mình sẽ có những cái kính để độ thêm như là đen này, gương bạc này hay là gương vàng này, thì ba cái kính đó đều đồng giá là 300.000 để mọi người thay vào đây. Cái kính bên trong là một kính có sẵn màu đen. Cái này có sẵn luôn mọi người nhé, các bạn không phải bỏ thêm tiền lắp gì cả. 2.9 triệu là có sẵn như này luôn. Nó có một cái cần gạt ở bên này mọi người này. Khi mà những chiếc mũ mà nó có hai kính thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến việc đó là một chiếc mũ thiết kế để đi đa dạng thời tiết. Đi ban ngày trời nắng ta kéo kính xuống, đi buổi tối ta kéo lên và ta dùng kính trắng này thôi. Đó, một chiếc mũ có hai kính thì nó rất hữu ích luôn. Nó sẽ phù hợp cho những bạn mà đi đa dạng địa hình. Và ta có thể hiểu chiếc mũ này giống như kiểu một chiếc xe ở dạng touring ấy, đi đa dạng. Cùng với đó là cái kính này này, nó có khóa kính luôn. Có nghĩa là các bạn sẽ ấn được xuống và chốt được kính này rất chắc chắn. Không giống như chiếc FF353 có giá 1.5 triệu thì nó không có chốt kính ở đâu mọi người ạ. Nó chỉ có ấn như này thôi là hết. Nhưng cái này nó có chốt kính. Đồng ý không? Đây cũng là một điểm ấn tượng của cái chiếc mũ FF800 này. Một điểm ấn tượng tiếp theo về chiếc mũ FF800 mà mình tin chắc chắn những bạn mà đang dùng những chiếc mũ ở cái phân khúc thấp hơn ấy, khi đội chiếc mũ này sẽ cảm nhận ngay lập tức đó là lớp lót. Các bạn thấy mình đang sờ đắn này. Với kinh nghiệm bán hàng của mình và kinh nghiệm đội mũ của mình rất nhiều rồi thì mình chỉ cần sờ là mình biết. Và thực tế là mũ này mình cũng đã đội rồi, mình đã trải nghiệm rồi. Lớp lót của nó dày, êm, đội rất là ôm vào hai phần má của chúng ta. Nó ôm ở đây là ôm theo kiểu êm ái mềm mại chứ không phải là cứng. Có những cái thứ mà mình đưa ra thì các bạn, có thể nhiều bạn bảo là không tin. Ông bán hàng thì ông phải nói tốt cho sản phẩm của ông. Nhưng mà không phải đâu mọi người ạ. Có sao nói vậy, các bạn cứ yên tâm vào mình. Có điều gì không tốt ở chiếc mũ này mình sẽ nói ngay, và có những điều gì tốt mình sẽ nói. Nên các bạn cứ xem hết video của mình đi rồi hãy đánh giá nhé. Và hãy cố gắng đến trực tiếp cửa hàng của mình. Nếu các bạn mà ở xa cửa hàng của mình mà các bạn không mua được hàng bên mình, không sao cả, các bạn đến một đại lý khác, ở đó họ bán, và kiểm chứng xem những cái lời mình nói có đúng hay không. Các bạn cứ đến vào đội, các bạn đến đội thử và trải nghiệm xem lớp lót này nó có mềm, có êm ái, có dày dặn như mình bảo không, là các bạn biết ngay. Chứ không có chuyện là nó không mềm và không êm ái mà mình lại bảo êm ái được. Các bạn móc phốt mình nhanh không mà, đúng không? Bây giờ cái này bán toàn quốc rất nhiều mà. Hôm sau sẽ có một video hướng dẫn mọi người tháo lắp cái lót này nhá. Lót này tháo được thoải mái luôn, để mọi người vệ sinh, mọi người giặt rũ. Tí mình sẽ đội thử cho mọi người xem. Đấy cũng là một điểm cộng của chiếc FF800 này. Về cái khóa này thì nó vẫn chỉ là dạng khóa microlock bình thường thôi, chứ nó không phải là khóa double D. Chúng ta cũng khó có thể đòi hỏi được nhiều. Với cái tầm giá chỉ có 2.9 triệu, double D thì nó thường phải là những cái dạng mũ mà 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu cơ. 2.9 triệu thì chưa có. Nhưng mà cũng rất chắc chắn luôn. Nhưng mà hiển nhiên là so với khóa double D thì cái khóa microlock này nó không thể nào bằng được. Nó chỉ là chốt gài vào đây thôi. Nó chỉ là một dạng, nó là dạng khóa nhanh. Còn đâu double D nó an toàn hơn nhưng mà nó sẽ khóa lâu hơn. Một điểm ấn tượng tiếp theo chúng ta tìm hiểu về chiếc mũ này đó là ở trên đây họ có ghi rằng là nó có hệ thống fit với cả những người mà đeo kính cận. Thì thực tế là mình phải chia sẻ thật với mọi người luôn là mình chưa kiểm chứng cái hệ thống này, bởi vì mình không bị cận, mình cũng không có kính cận. Hôm nay mình sẽ mượn một cái để mình trải nghiệm. Cũng đã có một vài khách hàng đến cửa hàng của mình mua chiếc mũ này và anh ấy bị cận thì cũng đã thử ngay tại chỗ rồi. Thì lúc ban đầu mới vào thì cũng hơi khó một chút, nhưng mà khi vào thì đúng công nhận là nó khít thật. Nó có một cái khe, có một cái rãnh ấy. Thì những bạn nào mà bị cận mà đã trải nghiệm cái mũ này rồi thì cho mình biết mọi người nhé. Cái này mình chưa trải nghiệm nhiều, mình chỉ trải nghiệm với khách hàng đến đây trực tiếp thôi, chứ mình chưa trải nghiệm đủ lâu, nên là mình không dám khẳng định là cái hệ thống này tốt hay không tốt. Những bạn nào trải nghiệm rồi thì cho mình biết xem cái hệ thống này có thực sự là nó fit với cả những người bị cận không. Nếu mà nó fit thực sự, dùng lâu không bị lằn nốt, không bị đau ở hai bên này thì tuyệt vời luôn. Một phần tiếp theo về chiếc mũ này đó là các hệ thống khe lấy gió. Chắc chắn là các bạn quan tâm rồi, đặc biệt là những bạn mà mới đội mũ phun phơi lần đầu thì sẽ thắc mắc là không biết mình đi trong phố có nóng được hay không. Thì đây mình sẽ trải nghiệm trực tiếp cho mọi người xem nhá. Đây là có một khe lấy gió ở cằm này. Đây là mở này, còn đây là đóng kín vào. Còn đây là một khe ở trên đỉnh đầu, hai khe chứ. Trên đỉnh đầu nó làm hai khe mọi người ạ. Hai rãnh luôn.
to mọi người nhá. Đa phần những chiếc mũ mà có hai kính thì nó đều làm những khe lấy gió khá to và to. Lý do mình bảo rồi ấy, đây là những chiếc mũ mà như kiểu những chiếc xe touring giúp các bạn đi đa địa hình, đi dài ngày, đi đủ thời tiết, chứ nó không phải là những chiếc mũ kiểu dạng sport. Nên là nó sẽ phải làm như vậy để cho các bạn thoải mái nhất có thể, êm ái, thoải mái giống như các bạn đi xe touring ấy, hoặc xe adventure đấy. Nên các bạn có thể yên tâm về cái khe lấy gió này. Đằng sau thì sao đây? Đằng sau chúng ta sẽ có những cái khe mà thoát gió ra. Có những chiếc mũ nó chỉ là khe, nó chỉ là những cái thoát gió giả thôi. Nhưng mà chiếc mũ này thì không phải mọi người nhá, nó là thật luôn đấy. Nó có những cái lỗ ở bên trong này. Thì khi luồng gió vào đây thì nó sẽ thổi những hơi nóng này ra khỏi phía sau. Đó, đây nó có 3 khe này. Và chiếc mũ này không có đuôi gió. Có một chút xíu thôi thì coi như là không. Nó không phải là một chiếc mũ mà kiểu dạng sport dùng để chạy tốc độ cao, nên nó sẽ không có đuôi gió ở đây. Các bạn sẽ đa phần, những bạn chọn mua chiếc mũ này sẽ là những bạn mà đi những chiếc xe dạng legit này, dạng adventure này, dạng touring này, mình ngồi thẳng người thì chiếc mũ này rất là hợp. Đi sport vẫn được, nhưng mà nó sẽ không thể nào mà bằng những chiếc mũ thiết kế kiểu có đuôi gió kéo dài, phù hợp hơn với những chiếc xe sport. Một phần tiếp theo chắc chắn các bạn sẽ quan tâm, đó là trọng lượng của chiếc mũ này. Bây giờ mình sẽ cân cho mọi người trọng lượng của chiếc mũ nhé. Mình sẽ cân size M này, size L này, size XL và XXL cho mọi người xem 4 size liệu rằng nó có khác nhau nhiều hay không. Chúng ta sẽ bắt đầu từ size M nhé, xem trọng lượng là bao nhiêu. Ở đây thì mình đã có sẵn một cái cân tiểu ly và mình đã xét về không rồi. Cái mũ đầu tiên mình cân đó là mũ màu đen nhám size M. Chúng ta cùng xem size M đặng bao nhiêu nhá. Các bạn cứ yên tâm là những thông tin mình chia sẻ đây là tuyệt đối chính xác. Có bao nhiêu đọc từng đó. 1483g. 1483g với size M. Ở trên phần này thì nhà phân phối họ ghi là 1400 cộng trừ 50g. Có nghĩa là họ tổng của họ chỉ là 1450 thôi, nhưng thực tế là cân tới 1483 trên một chút xíu nhá. Đây là với size M. Size tiếp theo mình cân cho mọi người đó là size L mọi người nhá. Size L đây. Sẽ xem là bao nhiêu nào. 1546g. 1546g mọi người nhá. Nhà phân phối cũng chỉ ghi là 1400 cộng trừ 500g thôi. À cộng trừ 50g thôi. Đó. Nên là cái khối lượng này họ cũng có ghi là không bao gồm phụ kiện. Phụ kiện ở đây là kính và lớp lót. Rõ ràng thực tế của chiếc mũ size N này là hơn 1500g. Nhưng mà vẫn chưa tới mức 1600. Mức 1600g mới là mức lặng mọi người nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên một size nữa. Đó là size XL. Đây. Chiếc mũ này có size XL đây. Chuẩn xác luôn. Xem với cả size L mọi người nhá. 1524g. Và size cuối cùng là size XXL. Xem nặng bao nhiêu nhá. 1579g. Có nghĩa là size XXL nặng nhất, nhưng vẫn chưa tới 1600g. Trọng lượng chỉ là 1579g thôi. Các bạn nghĩ sao về trọng lượng mà chiếc mũ này mình đã cân thực tế cho mọi người? Nó dao động từ trên 1400 cho đến 1570 mấy đúng không? Thế là bắt đầu từ 1480 mấy đến 1570 mấy, từ size M cho đến size XXL. Size càng nhỏ thì trọng lượng nhỏ hơn. Nó chênh nhau khoảng 50 đến 100g ở các size. Nhưng trọng lượng vẫn không vượt quá 1600g. Mình khẳng định cho mọi người cái mức 1600g là một mức từ 1600g trở lên ấy, nặng nề, đi xa rất là mỏi vai luôn. Còn nó dưới 1600g là chấp nhận được. Chiếc mũ này chúng ta có thể khẳng định nó không quá nhẹ, nhưng nó cũng không quá nặng đâu. Nó ở mức độ giữa. Còn đâu những bạn nào mà muốn một chiếc mũ nhẹ hơn nữa thì chắc chắn chỉ có thể lên phân khúc cao hơn. Chúng ta dùng sợi thủy tinh hoặc là dùng bằng vỏ làm bằng từ sợi carbon thì trọng lượng của nó sẽ tầm khoảng 1400 hoặc dưới 1400 là đã bao gồm phụ kiện nhé. Nhưng mức giá nó sẽ cao hơn rất nhiều, 7 triệu, 8 triệu, 10 triệu, 15, 20 triệu. Còn đâu ở cái tầm như này là ổn rồi, chấp nhận được. Các bạn nghĩ sao? Chấp nhận được thì hay không thì cùng comment nhé. Bây giờ mình sẽ đội thử cho mọi người để mọi người xem khi đội lên đầu thì nó sẽ ra sao nhá. Mình sẽ đội một màu bất kỳ. Ở đầu của mình là đội size XL. Đây, vừa hay chiếc màu đỏ này có size XL. Mình sẽ đội cho mọi người xem để mọi người có thể có những cái nhìn trực quan nhất về kiểu dáng của chiếc mũ này khi mình đội.
Những bạn ở xa thì các bạn cứ inbox cho mình qua fanpage Đình Vũ Z900 hoặc qua số điện thoại mình để bên dưới, mình sẽ tư vấn sai cho mọi người. Đó, các bạn xem nhé, mình sẽ quay các góc cho mọi người xem. Đây là góc đằng trước này, góc ở bên này, đó, các góc cạnh, góc đằng sau nhé, mọi người nhìn đằng sau đi. Khi mở kính thì chúng ta mở ở đây. Có một điều mà mình quên chưa nói với mọi người, một điều mà điểm cực mạnh của chiếc mũ này, đó là chúng ta sẽ được tặng một tấm Binox chính hãng trị giá 750.000. Các bạn vừa nhìn mình độ cái mũ này để các bạn quan sát trực quan, và mình sẽ cho mọi người xem cái tấm Binox trị giá 750.000 nhé. Sorry mọi người nhé, nghĩa ra mình phải giới thiệu cái thùng cho mọi người ngay từ đầu cơ, nhưng mình quên mất. Thì đây là cái thùng đựng của chiếc mũ FF800, rất là đẹp luôn, dày dặn chắc chắn, đẹp hơn cái mũ FF353 nhiều. Thì khi bạn mua mũ ấy thì các bạn có cái mũ như này rồi, và bên trong thùng các bạn sẽ được tặng một tấm Binox. Mình bỏ cái thùng ra nhé. Đoạn này mình sẽ vừa nói chuyện và vừa đội mũ để cho mọi người quan sát cái mũ này kỹ hơn. Các bạn sẽ có một cái túi đựng mũ bằng vải, túi này cũng rất dày dặn luôn. Mỗi lần đi tour về mình cho vào đây, hoặc mình đi chơi mình cũng cho vào đây để mình xách này đi cho dễ. Đây, nhân vật trị giá 750.000 của chúng ta đây, đó là tấm Binox. Hôm sau mình sẽ có một video hướng dẫn mọi người cách để lắp cái Binox này. Đây, mọi người nhìn nhá, tấm Binox của chúng ta. Nó không phải màu vàng đâu nhá, chẳng qua ở đây nó có một cái siêu thôi, mình chưa bóc ra. Khi nào các bạn dùng thì các bạn bóc ra mọi người nhá, nó trắng trong suốt. Cái Binox này dùng để làm gì? Bây giờ mình sẽ hạ kính xuống cho mọi người xem. Đây, nếu như mình di chuyển thì cái kính này sẽ không bị mờ. Còn nếu mình đứng như này mình nói chuyện, không biết mọi người có nhìn thấy không nhỉ? Đây thì mình đang có một cái siêu vẫn dán ở bên ngoài của cái kính, nhưng có thể bạn không nhìn thấy. Nhưng thực tế bây giờ mình nhìn này, mình đang nhìn này với một tình trạng là cái kính của mình mờ hết rồi. Khi các bạn đi chậm hoặc các bạn dừng đèn đỏ, các bạn đứng, các bạn thở ra, cái kính các bạn mờ hết, đặc biệt là mùa đông, buổi sáng ở ngoài miền Bắc, chắc chắn cái kính này mờ rất kinh khủng luôn. Nhưng khi các bạn gắn cái Binox này vào trong cái kính này thì mình đảm bảo mọi người không còn mờ nữa, chắc chắn. Cái tấm Binox chính hãng rất là tốt luôn, trị giá tới 750.000. Nếu như các bạn mua những chiếc mũ như kiểu FF353 thì các bạn phải bỏ thêm 750.000 để mua cái Binox này đấy, chứ không có chuyện được tặng đâu, chỉ có FF800 được tặng thôi. Cái này rất giá trị mọi người nhá. Những bạn nào mà mới mua mũ full face lần đầu thì có thể không tin vào điều đó, có thể không tin là cần phải dùng tấm Binox. Nhưng nếu đã đội full face một vài lần rồi, đi đủ dạng thời tiết thì sẽ biết, cái này rất quan trọng nhá. Các bạn nghĩ sao về cái ngoại hình cũng như là tất cả những cái điều mà mình đã giới thiệu mọi người trong video này về chiếc mũ FF800 này, và các bạn thích cái màu nào nhất thì cùng comment mọi người nhé. Nếu các bạn muốn mua cái chiếc mũ này thì cứ liên hệ mình qua fanpage Đình Vũ Z900 hoặc qua số điện thoại mình có để bên dưới. Thì số điện thoại của mình thì các bạn có thể nhắn tin qua IMS hoặc qua Zalo, thì qua Zalo cho dễ mọi người ạ, chúng ta cùng nhau trao đổi, mình gửi ảnh gửi video cho mọi người dễ hơn. Chiếc mũ này thì có cái phần che mũi luôn này, quên mất chưa giới thiệu. Mình thì cũng đang cố gắng để hoàn thiện cách review sản phẩm, mọi thứ nó tốt hơn, nhưng mà chắc chắn phải cần thời gian và rất mong sự đóng góp của mọi người. Thì có cái gì còn chưa tốt, chưa rõ thì mong mọi người bỏ qua mọi người nhé. Video hôm nay thì mình xin phép tạm dừng ở đây. Hôm tới chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nhiều về cái mũ này, cách tháo lắp lót, độ thêm kính và đủ thể loại luôn. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video này. Đừng quên chia sẻ video và sub kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye tất cả mọi người.